Xin kính chào các quý vị. Vâng, hôm nay chúng tôi sẽ bóc những cặp loa hay hàng đầu thế giới. Đó chính là cặp Mojo S đến từ hãng Grifone. Các bạn có thể nhìn thấy đây hai khối gỗ, nhưng mà không biết là cặp loa này có trọng lượng lên tới bao nhiêu. Nhưng mà khi nhìn thấy hai thùng gỗ này thì các bạn sẽ thấy cái sự hiện diện của cặp loa này rất là lớn. Vâng, nó lên tận 91kg cho một thùng. Và nó kèm theo cả một cặp chân. Cặp Mojo S thì đó là một cặp Refrain của hãng Muxell, nhưng mà nó cũng được áp dụng các công nghệ như dọc Kodo của đầu bảng của hãng. Và chúng ta cùng tìm hiểu. Nhưng trước khi để bóc cặp loa này thì các bạn cũng phải chuẩn bị cho mình búa, kìm và tô lô vít. Về trên này thì chúng tôi đã tháo ra vì sợ mất thời gian của quý vị. Nó có 14 các cái chốt ở phần trên và 14 các cái chốt ở phần dưới trên cái vỏ thùng này. Với kỹ thuật đóng thùng của các kỹ sư đến từ Đan Mạch thì đầu tiên chúng ta nhìn thấy một khối gỗ và đã được nẹp các bo nẹp viền bằng nhôm. Và ngoài đây thì là mã thương hiệu Mojo S cộng với cả số series. Còn bây giờ thì tôi sẽ xin lật thùng. Và cái sự đóng thùng này của người ta thì nó rất là chắc chắn của hãng. Đó là các cái tấm nhôm khi mình đưa vào đây nó kẹp khay. Và bây giờ tôi chỉ cần giật lên thế này. Với một quy trình đóng thì bao giờ các bạn khi tháo thùng loa cũng phải tháo từ trên xuống dưới, tránh tình trạng tháo từ dưới lên trên là nó sẽ bị ngược và nó có thể là sẽ bị làm cho cặp loa bị tổn thương. Khi các bạn tháo ra thế này thì các bạn sẽ nhấc cái phần trên này ra. Đó, như các bạn thấy đây trên này nó sẽ có một cái tấm mút nó được dán liền vào trong cái phần bề mặt trên. Và cặp loa Mojo S dần dần đã được hiện dần ra cho các bạn. Ở phần đây là phần trên là phần phía trên thân loa, còn phần dưới đây là phần chân loa. Và chân loa này thì được hãng làm theo một cái định dạng giống như là một chiếc âm ly Crocium. Nên khi chúng ta nhìn thì chúng ta sẽ cảm nhận được sự hiện diện của nó rất là đẹp. Và một cái phần thứ hai đó là khi người ta đóng gói các cái này thì tôi thấy nó rất hay là với những tấm mút như này thì nó hoàn toàn là có cái sự chắc chắn. Đấy, các bạn thấy các cái tấm mút nó dày là khi các bạn vận chuyển thì hoàn toàn là chống được sốc. Và với hai đầu chống sốc nhưng mà các đầu, các module này thì dưới phần chân này cũng như là phần loa đều được đóng, đã được bắt vít chặt vào hai tấm ván gỗ để khi mình có thể nhấc ra như thế này thì để cho nó cẩn thận. Ủa, cũng thật là nặng các bạn. Các bạn thấy như tôi nhấc thử lên mà thấy cũng thấy rất là khó khăn. Đó là về phần chân, còn về phần loa thì phần chân loa, thân loa thì tôi sẽ quay ngược lại phía trên. Và chúng ta cùng hé lộ xem là cặp này có màu sắc là màu đỏ thì nó là màu đỏ thế nào. Vì qua hãng thấy nói đây là màu đỏ của xe Ferrari, tức là đây trong những công nghệ là màu đỏ nó rất là đặc biệt. Đến ngay cả ô tô Ferrari thì cũng không chắc là cũng có nhiều bạn biết, nên đến ngay bản thân tôi còn chưa nhìn thấy nó bao giờ. Nhưng mà qua cái màu đỏ này thì thấy đây đánh giá là một cái màu đỏ nhưng mà lại hơi pha chút màu vàng cam. Thì trông nó cũng rất đặc biệt vì đây là một hệ thống nó vẫn còn nguyên siêu. Nên nó đã bị bó ở phía phần dưới lại. Còn phần trong này thì là một quyển catalog. Và trên này thì nó chỉ có một cái lít để mình biết được các cái đơn này trong này nó có những cái gì. Và phần bên này thì vẫn bó vào đây. Trong này thì người ta đã hỗ trợ cho mình một đôi găng tay của hãng Grifone. Còn trong này nữa thì lại là một hệ thống để người ta hướng dẫn mình cách tháo cắm rút của hệ thống của chân loa. Cũng thật lằng nhằng và phức tạp, tương đối nói chung là rất là phức tạp. Và chúng tôi thì cũng vẫn phải chuyển ra, xong sau đó nhấc cặp này ra ngoài thì bắt đầu chúng tôi mới lắp từng module một. Còn hôm nay tại Thiên Hà thì chúng tôi sẽ ghép cặp Mojo S này với âm ly Grifone 300. Đây là một bản mới nhất vừa về Việt Nam. Và tôi cũng xin được khui thùng luôn cho các bạn có một sự cảm nhận. Với dòng Grifone 300 này thì tôi cũng đã làm việc mấy chiếc âm ly này nhiều. Nhưng mà đây là một chiếc âm ly thấy như các bạn thấy luôn từ cái hệ thống phần chống sốc này. Rồi trên này là cái điều khiển này. Và remote này. Và một chiếc âm ly hoàn toàn là mới. Và bây giờ thì tôi sẽ xin dừng YouTube tại đây và đưa cặp loa và chiếc chân này ra phía ngoài cùng nhân viên kỹ thuật. Sau đó thì tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cùng các bạn.
Vâng, với một quy trình thì cũng không phải là quá phức tạp. Và trong bộ môn em yêu khoa học thì chúng tôi cũng đã ráp cái bộ chân này lên. Như các bạn nhìn thấy cặp chân này thì cái sự chắc chắn của nó chỉ là một phần đỉnh nhọn đầu tiên để lấy vừa lấy trọng tâm, vừa là lấy độ thăng bằng của cặp chân loa. Phần thứ hai nữa là bây giờ tôi sẽ nối modem của phần trên, đó chính là phần loa này. Theo đúng cái sự hướng dẫn của nhà sản xuất là chúng ta đã hoàn thiện xong cặp loa này là có thể chuyển vào vị trí setup. Hẹn các bạn vào một YouTube tới để chúng ta có một cái sự cảm nhận về màu sắc âm thanh của dòng Mazo S này. Đây là một trong 5 cặp loa hay hàng đầu của thế giới bây giờ. Hẹn các bạn ở YouTube sau.